Phương kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 5 năm 2019. Đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Trong phần hai là phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Bí Phương kính mời quý vị theo dõi nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Đến với bản tin nhận định và phân tích thời sự Việt Nam tối nay, Bí Phương kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài soạn của nhà báo Phạm Trần đề tài càng nói càng trơ ra như đá. Còn ngót 20 tháng nữa mới đến kỳ đại hội đảng 13, dự trù diễn ra tháng 1 2021. Nhưng các chứng bệnh giả dối không nhúc nhích, tránh né, thành tích, nể nang, ngại kiểm điểm, chạy chức, chạy quyền, tham vọng quyền lực, suy thoái đạo đức, tham nhũng và tự do, tự diễn biến và tự chuyển hóa đang lan nhanh trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên Cộng sản Việt Nam. Những căn bệnh này tuy không mới, nhưng khi thường xuyên được nhắc lại để săn đe là chuyện không bình thường với lời khoe. Chưa bao giờ đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày hôm nay của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng, người chưa đi đứng bình thường, sau cơn tai biến não nhẹ tại kiên giang ngày 14 tháng 4 năm 2019, đã tô vẽ chuyện cơ đồ tìm lực vị thế của Việt Nam để khoe thành tích lãnh đạo đảng của ông từ năm 2011. Nhưng đảng lại không vượt qua được những thói hư tật xấu của cán bộ, đảng viên. Gian dối, bằng chứng do báo quân đội nhân dân viết. Thời gian qua chúng ta đã nghe nhiều chuyện cười ra nước mắt, cười mà đau liên quan đến thói giả dối của một bộ phận người nhà nước và chốn quan trường đó là chuyện anh trưởng thôn nọ chị hội phó phụ nữ xã kia kê khai tài sản gia đình không có gì để mong được đưa vào diện hộ nghèo hộ cận nghèo đó là chuyện con dê con bò con trâu vốn để dành hỗ trợ cho người dân nghèo nhưng nó bỗng dưng lại tìm đường đến nhà quan huyện quan xã đó là chuyện quan chức ở nhiều nơi nhiều cấp dù học giả sở hữu bằng cấp giả bằng cấp không được cơ quan có thẩm quyền công nhận mà vẫn thăng tiến thật, thậm chí thăng tiến thần tốc trên hành trình quan lộ, theo báo Quân đội Nhân dân ngày 21 tháng 3, 2019. Giang dối như thế chưa nhầm nhò gì. Hãy đọc tiếp. Chuyện kết nạp đảng viên mới là chuyện hệ trọng, liên quan đến vị thế, sứ mệnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Thế nhưng, một số cấp ủy, tổ chức đảng do mắc bệnh thành tích anh em song sinh với bệnh giả dối đã không coi trọng chất lượng chạy theo số lượng đơn thuần nên đã đưa vào hàng ngũ của đảng những người không đủ tiêu chuẩn theo thông tin từ cơ quan chức năng chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số nơi còn thấp không ít đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng viên chính thức phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên chỉ riêng năm 2017 đã có 2.076 đảng viên dự bị bị xóa tên. Tờ báo của Bộ Quốc phòng kể tiếp các loại chạy đang thịnh hành trong nội bộ. Suy cho cùng, 11 loại chạy mà 3 năm qua Trung ương đã chỉ ra. Chạy thành tích, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội, chạy biếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm. Tích hợp từ nhiều nguyên nhân nhưng có một căn nguyên sâu xa là do lòng tham, thối giả dối từ chính cán bộ, đảng viên. Có đúng là chỉ có cán bộ tép siêu chạy trọt không? Cổ nhân người Việt đã bảo thượng bất chính thì hạ tắc loạn, nên phải có người nhận mới có người đem quà biếu. Vì vậy, quân đội nhân dân mới nói toan ra, nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương nhiều cán bộ có chức có quyền vẫn chưa thoát khỏi tư duy hành chính, quan liêu, bào cấp, không muốn dứt bỏ cơ chế, xin, cho, từ đó dẫn đến tình trạng cấp dưới phải không khéo chạy vạy, luôn lách, vuốt ve, nịnh nọ cấp trên để có nguồn lực, kinh phí, lợi ích cho cơ quan, đơn vị mình. Đây chính là cơ hội cho bệnh giả dối tồn tại và lộng hành. Trong khi đó, cung cách lãnh đạo quản lý nặng về văn bản, giấy tờ, thiếu sâu sát cơ sở, thiếu dân chủ, thiếu minh bạch, cấp trên chỉ thích ngồi nghe cấp dưới báo cáo, cũng khiến cho bệnh giả dối càng thêm trầm trọng. Nhưng tại sao không nhúc nhích cũng là căn bệnh của cán bộ Cộng sản trong thời đại phải đổi mới, tư duy khiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thúc giục bỏ đi. Ông Phúc nói, cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, để nước đến chân mới nhảy. Đợi nhắc thì làm, sáng cấp ô đi chiều cấp về, đang trong giờ rời nhiệm sở, không có lý do chính đáng. Ông Phúc lên tiếng ngày 19 tháng 5 2019 tại Hà Nội, khi đến dự lễ phát động phong trào cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Ông Phúc nhìn nhận rằng ở một số nơi công tác, tiếp công dân chưa thường xuyên chưa đi vào thực chất. Một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói hành xử không chuẩn mực, không tôn trọng cấp trên, thiếu công bằng với cấp dưới, gây bức xúc trong nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp. Bình luận và nhận xét của ông Phúc, Đài Tiếng Nói Việt Nam viết, phát biểu công khai như vậy, Thủ tướng đã nói rất trúng một bộ phận, thậm chí một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức viên chức, không nhúc nhích, sáng cấp OD, chiều cấp OV, không tích cực, chay ị, không cần hiệu quả, công việc, để tròn vai, không va chạm. Đó là lý do tại sao ông Nguyễn Phú Trọng phải thừa nhận công tác phòng chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh nể nàng né tránh ngại va chạm việc phát hiện xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu từ kiểm tra tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan đơn vị vẫn là khâu yếu tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực trong khu vực hành tránh dịch vụ công vẫn gây bức xúc trong người dân doanh nghiệp phát biểu về phòng chống tham nhũng của ông Trọng ngày 25 tháng 6, 2018. Ông nói, nguyên nhân cơ bản của những hạn chế là do nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc, mức độ nghiêm trọng của tình hình tham nhũng ở địa phương, lãnh vực mình quản lý, chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong đó có cả những người là lãnh đạo, quản lý thiếu tu dưỡng, sàng luyện, có biểu hiện suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng. Những vũ khí tiêu diệt tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng cũng không hay ho gì. Ông lại vịnh vào môn võ đẩy lùi để làm lá bài hồ mạng. Ông nói tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỹ vụ lợi, lợi ích nhóm, siết chặt kỷ luật, kỹ cường trong đảng và bộ máy nhà nước. Đối với những người vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai nhưng ông lại mềm ngay đơ như thằng lằn cục đuôi khi nói rằng mục đích kỷ luật là để trị bệnh cứu người cảnh tỉnh răng đè do đó phải quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ ngăn chặn từ gốc phát hiện từ sớm xử lý từ đầu không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn tăng cường giám sát của tổ chức đảng từ trên xuống giám sát từ dưới lên phát huy vai trò giám sát lẫn nhau trong cung cấp tăng cường quản lý giám sát thường ngày đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo ông trọng nói nghe qua thì bùi tai ta đấy nhưng đến quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất nước và mặt trận tổ quốc tổ chức có luật quy định vai trò giám sát đàng hoàng mà chưa giám sát được ai huống chi là các tổ chức tép riêu của đảng hay người dân vì vậy càng nghe ông trọng nói chống tham nhũng thì càng thấy có thêm cán bộ đảng viên tham nhũng sinh sôi nảy nở tuy nhiên ai cũng biết chỉ khi nào nhân dân được tự do ra báo và có quyền dân chủ bầu ra một chính phủ thật sự là của dân do dân và vì dân có tâm quyền phân lập thật sự thì quốc nạn tham nhũng kể cả tham nhũng chính trị mới bị kiểm soát ở việt nam kính thưa quý vị vừa rồi là trích đoạn bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam càng nói càng trở ra như đá do nhà báo Phạm Trần biên soạn Bích Phương cảm ơn sự theo dõi của quý vị kính thưa quý vị bản tin Hoạt trình Đốn đến đây xin tạm ngưng Bích Phương sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.